Vâng, chào cả nhà. Cũng đã 2 tuần rồi Vân không có lên mạng chia sẻ Phật Pháp cùng các anh chị. Hôm nay mình có chút thời gian, cũng không có đúng theo cái lịch của mình. Thường thì mỗi thứ bảy thì Vân chia sẻ Phật Pháp cùng anh chị, nhưng mà vì thời gian vừa qua Vân cũng khá là bận, đi công tác cũng khá là nhiều, cho nên là hôm nay mình trở lại. Không biết mọi người có nghe Vân rõ không nè? Nghe Vân rõ bấm dùm chữ rõ nhé. Vân không thấy ai hết. Mọi người nghe Vân rõ bấm dùm Vân chữ rõ. Ok. Hello. Mọi người có nghe Vân rõ không ta? Rồi, Vân chào cả nhà, mình sẽ bắt đầu nhé. Vì hôm nay Vân cũng không có nhiều thời gian. Chào tất cả các bạn, cho những ai chưa biết Vân, Vân tự giới thiệu là Vân, tên là Vân Võ. Vân đang sống ở Florida, Mỹ Quốc. Và Vân chỉ là một người bình thường, là một Phật tử tại gia giống như tất cả các anh chị thôi. Vân không có phải là cái người xuất gia, là tu tập hay là nói pháp gì hết. Vân chỉ có chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua, những cái kinh nghiệm mà phải nói là chảy nước mắt máu, xương máu, những cái mà mình đau khổ rồi mình làm sao để mình có thể đứng dậy được. Và nhờ Phật Pháp mà Vân có thể thay đổi, có thể chuyển được cái nghiệp, thì Vân chia sẻ. Và chỉ vậy thôi chứ không phải là nói pháp gì các bạn nhé. Chờ Vân một phút để Vân nhắn vô cái nhóm này coi. Okay. Các bạn nghe Vân rõ bấm dùm chữ rõ nha. Okay, let's see. Okay, rồi. Sorry mấy chị, mình nhắn cho cái nhóm cho các bạn vô. Và hôm nay Vân sẽ nói về cái đề tài sám hối. Sám hối như thế nào mà tại sao sám hối quan trọng, và tại sao mình cần phải sám hối? Có phải mình đợi tới khi mình có chuyện mình mới sám hối hay không? Hay là bây giờ trong lúc mình còn trẻ, trong lúc mình còn khỏe thì mình cần nên sám hối? Theo Vân đó là hiện bây giờ mình cần sám hối, đừng có để mà quá là muộn mấy chị. Quá là muộn, khi mà có chuyện rồi thì có thể là mình không có đủ sức để mình sám hối nữa. Cho nên là nhà Vân á, thì cuối năm á, hay tổ chức 10 ngày liên tục sám hối. Bắt đầu cũng khá là lâu rồi, cũng cả chục năm nay rồi. Mới đầu thì gia đình thôi, ba mẹ với Vân. Rồi từ từ cái Phật tử biết, rồi Phật tử họ sinh vào. Và bây giờ thì khá là đông, cho nên mình mượn luôn cái chùa để sám hối. Thì mời thỉnh quý thầy, để quý thầy chứng minh cho cái buổi lễ, thì quý thầy ra tụng niệm với mình luôn. Thì cuối năm thì mình sám hối liên tục 10 ngày lương hoàng sám. Và không phải đợi tới cuối năm các bạn, rất là cần sám hối mỗi ngày. Tại sao? Tại vì nhất cử nhất động của mình á, đều là tạo nghiệp hết. Mình tạo nghiệp nhiều lắm luôn. Cho nên là nếu mà mình không có biết tu, nếu mình không có sám hối thì mình rất là thê thảm. Tại vì nhân nào thì sẽ gặt quả đó, mà cái quả là đa số là cái quả địa ngục không. Cho nên nếu mình không có biết sám hối thì mình sẽ ra sao? Bản thân của Vân
Nhưng mà các bạn mà nghe cái video mà Vân chia sẻ Phật pháp cứu đời tôi đó, thì các bạn thấy được đó là cuộc đời của Vân nó thê thảm như thế nào đúng không? Rất là thê thảm, giống như là mình sống trong cái cảnh địa ngục trần gian, lúc nào cũng sống trong nước mắt hết. Từ lúc mà sanh ra đời đã bị người ta chê, không có ai ưa hết, và từ lúc mà biết chuyện chút xíu là nước mắt chan cơm mỗi ngày. Và mãi cho tới mấy mấy chục năm à. Phải nói là mình sống cho tới 30, khoảng 30, 30, 32 tuổi thì phải, 30 tuổi cỡ đó, cỡ 30 tuổi thì Vân mới biết được Phật pháp. Có nghĩa là 30 năm ròng rã là mình chan canh bằng nước mắt, và muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong, thê thảm như vậy. Thì khi mà Vân biết được Phật pháp rồi đó, thì Vân Vân nỗ lực Vân sám hối, Vân sám hối, sám hối, sám hối. Mình không biết là cái tiền kiếp mình đã gieo cái nhân duyên gì mà bây giờ mình không có làm cái gì ai hết mà người ta cũng ghét mình, và mình không có tổn thương ai, mình chưa, thậm chí mình chưa có nói chuyện với họ nữa mà họ cũng ghét mình. Cho nên là mình cảm thấy là mình hận. Lúc mà chưa biết Phật pháp thì mình cảm thấy là cuộc đời này nó bất công, là mình cứ kêu trời than đất, mình cứ trách người này trách người kia mà mình không có nhìn tới bản thân của mình. Mãi cho tới khi mà Vân biết được Phật pháp rồi đó, thì Vân mới hiểu được á, là vì chuyện gì cũng có cái nhân cái quả hết, và chuyện gì nó đến với mình cũng rõ ràng là có cái lý của nó hết, không có phải chuyện gì ngẫu nhiên nó đến đâu. Cho nên lúc đó mình biết và mình bắt đầu mình tập sám hối, mình tập lại Phật. Và cái mà Vân làm đó là Vân lại Phật, mấy anh chị, Vân lại Phật sám hối hầu như là mỗi ngày, trừ khi mà Vân không có ở nhà thôi. Và cố gắng cố gắng cố gắng cho tới khi mà Vân phát hiện mà Vân bị ung thư đó, thì mình cũng đã có chút xíu vốn rồi, và mình cũng cố gắng làm tất cả các việc lành, cố gắng sám hối mỗi ngày. Và nó giúp cho mình chuyển được cái nghiệp xấu của mình thành cái nghiệp tốt. Và vui lắm để Vân kể các bạn nghe một cái câu chuyện mà được rồi. Vân đi công tác á, Vân về công ty thì Vân đi công tác là cũng 6 ngày. Thì vô tình gặp một cái anh này lần đầu tiên, chưa bao giờ biết, chưa bao giờ gặp mặt qua bao giờ, có nói chuyện điện thoại trên điện thoại một lần, nhưng mà chưa bao giờ mà hiểu ảnh là ai hay là ảnh biết Vân là ai. Thì khi mà đi công tác cái gặp ảnh, cái ảnh nói, Vân đó là anh cần nói chuyện với em. Thì Vân cứ nghĩ là chuyện kinh doanh thôi, tại vì đâu có chuyện gì để nói đâu, mình lần đầu tiên gặp người ta mà đâu có chuyện gì nói. Thì Vân nói là dạ thì em cũng hơi bận, trong 2 ngày tới thì em cũng khá là bận, là tại vì em phải lo sự kiện đó, tổ chức cái sự kiện cũng khá là bận, cho nên chắc không có thời gian. Nhưng mà có gì quan trọng lắm không, thì có gì xong sự kiện rồi thì mình về nhà nói, tại vì xong sự kiện rồi thì Vân bay liền ngay tức khắc liền, cho nên sẽ không có thời gian. Anh nói không, anh cần nói chuyện với em, mà mặt đối mặt chừng 5 phút thôi, cho anh 5 phút thôi. Thì Vân gặp ảnh và anh nói một câu, anh nói là em có biết là tiền kiếp em gieo cái nhân xấu, và kiếp này mà em không không nhờ em tu tập là em rất là thê thảm không? Thì Vân không có hiểu anh nói gì, Vân nói là sao không hiểu. Thì không ngờ là anh đó anh biết được, anh không biết là anh tu như thế nào. Vân cũng không chưa có không có đủ duyên để nói chuyện với ảnh nhiều. Nhưng mà anh nói là anh có thể thấy được 2 kiếp trước của Vân, và cái kiếp trước, 2 kiếp trước của Vân đều là người tu hết, nhưng mà có 1 kiếp là Vân Vân rất là chảnh tu mà không chảnh lắm, biết mình tu giỏi, biết mình thông minh thì không có coi ai ra gì hết. Và chính vì cái nhân đó mà kiếp này Vân gặp những cái nạn coi như là liên tục liên tục liên tục luôn. Và những cái mà người ta nhìn mình khó ưa, những cái mà người ta chưa có nói gì hết mà người ta đã ghét mình rồi, mình y như rằng luôn, mình nói không biết tại sao mà như vậy, mình biết là cái nghiệp tiền kiếp của mình gây cái gì đó mà mình không biết. Nhưng mà cái anh này ảnh ảnh vô vô tình ảnh gặp mình thì ảnh nói là tiền kiếp của em
Có một cái kiếp mà em tu nhưng mà em rất là chảnh, hai kiếp liên tục em đều tu, là người tu hết, nhưng mà có một kiếp em đã tạo nghiệp, cho nên kiếp này em may mắn là em tiếp tục đường tu của em, cho nên em đã chuyển những cái nghiệp xấu của em nó thành cái nghiệp tốt của em. Và những người mà đến với em á, nếu mà đủ duyên đó thì em nên giúp họ, là tại vì em có một cái lời nguyện là em giúp họ, cho nên là bây giờ họ đến đó là cũng là cái nợ của em. Cho nên là khi mà Vân nghe như vậy, Vân nói ha, cũng có lý ha, chắc vậy quá. Cho nên cái câu hỏi trong đầu mình cứ nghĩ là tại sao mình chưa có làm gì ai, mình chưa có tổn thương ai, mình thậm chí mình không biết họ là ai luôn, mà họ gặp mình là họ ghét, họ gặp mình là họ không có ưa, họ gặp mình là họ cứ cứ thấy cứ cảm giác giống như là họ muốn trả thù một cái gì đó. Mình cảm thấy rất rất là bất công cho mình cảm thấy là vô lý quá. Nhưng mà thật sự ra khi mình học Phật, mình hiểu Phật thì hiểu được Phật pháp thì mình mới biết được là chuyện gì đến với mình cũng là cái nguyên nhân hết. Cho nên khi đó thì Vân rất là trước khi mà Vân gặp anh đó thì Vân trong một cái sự kiện, thì nói chung là trong cái lớp I am me, nghĩa là tìm lại chính tôi đó, tôi là ai, tôi muốn gì đó. Và họ có cho mình làm một cái bài tập là viết xuống 10 cái điều quan trọng nhất, 10 cái mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn mà bạn muốn đạt được. Thì xong rồi thì họ nói là một cái gì quan trọng nhất để giúp bạn đạt được tất cả những cái kia. Thì Vân nhìn đi, Vân nhìn lại thì Vân nhìn là cái tu tập của mình là cái quan trọng nhất trong tất cả cái khác. Tại vì khi mà mình tu tập á, mình có được cái phước cái đức rồi đó, mình có được cái sự an lạc trong tâm hồn của mình á, thì mình sẽ làm được tất cả những cái khác. Cho nên Vân chọn cái đường tu của Vân, và Vân cố gắng, cam kết cố gắng là mỗi ngày mình cố gắng là mình hai thời đều đặn, một thời 2 tiếng, và đi đứng nằm ngồi gì mình cũng cố gắng mình niệm Phật. Mặc dù mình chưa có đạt được cái đó, mặc dù tu còn dở ẹt, nhưng mà mình sẽ cái tâm nguyện của mình nó là như vậy. Và mỗi tháng mỗi tuần ít nhất là được một ngày niệm Phật, liên tục một ngày luôn. Và mình muốn tổ chức khóa tu cho mọi người, đó là cái tâm nguyện của Vân trong 2019. Thì tự nhiên sau cái tâm nguyện đó, cái gặp cái anh này, cái anh nói như vậy, Vân nói wow, không ngờ nó làm cho mình càng muốn tu hơn, càng tinh tấn hơn nữa. Nhưng mà đời nó đâu như là mơ đâu, đúng không anh chị? Cho nên là khi mà mình nói là mình cố gắng mình tu, mình phát nguyện một cái gì đó, bắt đầu chuyện này nó xảy ra, chuyện kia nó xảy ra, chuyện nọ nó xảy ra, giống như nó bị một cái khảo gì đó, cái khảo mà nó làm cho mình trùng bước trong những cái gì mà mình muốn. Vân về là Vân đuối bằng dập luôn, mình nói là cố gắng ngồi dậy, lết ngồi dậy để được được để đi công phu, mà nướng không không có chịu nổi luôn, coi như là mấy ngày nay là nằm giật giụa luôn. Thì hồi tối mình nói làm sao, bằng cách nào, tại vì về là công việc nó dồn dập, là thức cho tới 1 giờ mấy sáng, 2 giờ sáng, và hồi tối nó cố gắng đi ngủ sớm mà cũng là 2 giờ sáng, cũng là 1 giờ, khoảng có 1 giờ sáng. Thì mình nói xin ơn trên gia hộ cho con muốn thức dậy sớm để con tu tập. Thì tự nhiên sáng nay cái khoảng 5 giờ mấy cái tự nhiên bật ngồi dậy. Đại khái là bây giờ trở lại cái đề tài, đi xa quá rồi. Cái đề tài sám hối quan trọng như thế nào, thì cũng nhờ cái công đức sám hối, khi mà Vân biết được, Vân hiểu được cái nghiệp của mình nó quá là nặng. Cái nghiệp của mình nó nếu mà mình không tu quá thì mình sẽ ra làm sao, mình sẽ đi về đâu, có phải rõ ràng là mình sẽ đọa địa ngục không? Là tại vì ai cũng đối xử tệ với mình hết, thì người ta đối xử với mình sao thì mình đối xử y như vậy lại với người ta, đúng không? Và thậm chí mình còn muốn hơn người ta nữa, còn tổn thương hơn người ta nữa, và muốn làm người ta tổn thương hơn là người ta làm tổn thương mình. Cho nên chính vì những cái đó mà mình sẽ ôm nhau xuống địa ngục hết. Cho nên là bản thân của mình khi mình hiểu được, mình biết được đó là và mình rất là may mắn là mình nghe được cái băng này, Liễu Phàm Tứ Huấn, là ngài có thể chuyển được cái nghiệp xấu của ngài. Thì mình thấy như vậy, mình biết như vậy, và mình bắt đầu mình hành,
Cái quan trọng là mình hành trì mấy anh chị. Có nhiều người nhắn Vân hỏi là chị ơi em không tụng kinh được không, em không sám hối được không, em không trì chú được không, mỗi ngày em nghe pháp em thấy ok rồi, em thấy an lạc, và em nghe kinh chú Đại Bi em cũng thấy ok lắm, an lạc lắm. Thì Vân nói không có cái gì gọi là được, không có cái gì gọi là không. Các bạn cảm thấy các bạn an lạc chỗ nào thì các bạn làm cái đó. Yes, nghe pháp cảm thấy rất là an lạc, nghe kinh cảm thấy rất là nhẹ nhàng trong tâm hồn của mình. Nhưng mà cái quan trọng là nếu các bạn muốn chuyển được cái nghiệp của mình, các bạn muốn có công đức thì các bạn phải công phu, các bạn phải hành cái xác của mình ha, công phu lại Phật, tụng kinh khó chịu lắm, đâu có phải dễ đâu. Mình tại sao mỗi buổi sáng người ta không có ngủ cho tới 7-8 giờ, 9 giờ ngủ cho đã đi, tại sao 5 giờ sáng lại phải ngồi thức dậy rồi đi lại Phật rồi đi tụng kinh, mệt mỏi lắm chứ bộ, đâu có phải dễ đâu. Và bản thân của mình á, ngồi lâu cũng đau lưng đúng không, lại Phật cũng là mệt mỏi lắm. Nhưng mà tại sao mình cần phải làm như vậy? Tại vì mình cần phải chuyển cái nghiệp của mình. Nếu mình không làm như vậy thì thê thảm cỡ nào. Bây giờ có thể nó là cái hoa thôi, và cái quả nó là cái quả địa ngục. Và mấy ngày nay Vân trì tụng kinh Lương Hoàng Sám, mỗi câu mỗi từng lời một trong cuốn kinh, mình thấy mình thấm, mình thấy mình ôi trời ơi tội lỗi, quá là tội lỗi luôn. Chắc là cái gì mình cũng có hết, chỉ cần một câu nói gì đó của mình thôi là mình cũng đủ đọa một cái con gì đó rồi, một cái con rắn, một cái con bẩn thỉu gì đó rồi, chứ huống chi là cả đời mình tạo biết bao nhiêu nghiệp. Nhất cử nhất động gì mình cũng là tạo nghiệp hết. Mình chỉ cần suy nghĩ ai đó xấu là mình đã tạo nghiệp rồi. Mình chỉ cần hành động một cái gì đó xấu, mình chỉ cần nói ra một cái lời khẩu nghiệp gì đó mà có thể làm tổn thương ai đó, mình đã tạo nghiệp rồi. Cho nên khi mà mình nghe được cái, mình đọc từng câu từng lời ở trong cái cuốn kinh Lương Hoàng Sám đó, mình cảm thấy trời ơi mình quá là may mắn. Biết bao nhiêu người ngoài kia không biết được cái quyển kinh này, biết bao nhiêu người ngoài kia không biết được lại Phật sám hối, biết bao nhiêu người ngoài kia không biết tu tập, thì họ sẽ theo cái nghiệp, theo cái quả báo của họ để họ thọ nhận cái quả báo của họ, thì đau khổ cỡ nào, rất là đau khổ. Bản thân của mình á, mình nhìn lại đi, cái thời gian qua, cái quãng đường qua, cái 30 năm về trước đó, mình đau khổ cỡ nào. Mình vừa sanh ra đời là không ai ưa mình rồi, khi mình lớn lên mình biết chuyện là mình chưa có làm ai tổn thương hết trong đời này, mà mình đã biết bao nhiêu người không thích, không ưa mình, thậm chí cả ba của mình, cả những người thân ruột thịt của mình, họ còn không có ưa mình được thì làm sao người khác ưa mình được. Cho nên là đã biết là tiền kiếp cái nhân mình nó xấu như vậy, và nếu như mình không tu nữa thì mình đi về đâu, và nếu như mình không sám hối cái nghiệp chướng của mình thì cái cuộc đời này mình sẽ thê thảm như thế nào. Cho nên là mình cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được biết tới Phật Pháp, khi mà hiểu được Phật Pháp, và khi mà hành trì được Phật Pháp, và sám hối từng lời một của Phật là những cái mà mình hầu như đều có hết các bạn. Mình nghĩ xấu cho người ta cũng có nè, mình gây tổn thương cho người ta cũng có nè, mình hận người ta cũng có nè, mình vô tình mình làm tổn thương hoặc là cố tình vô tình gì đó cũng có. Nhất cử nhất động gì mình đạp côn trùng, đạp con kiến cũng là sát sanh, làm bất cứ cái gì cũng gọi là tạo nghiệp hết. Vậy thì nếu mình gieo nhân thì mình sẽ gặt quả, thì bao nhiêu cái thân này mới trả nổi đây? Không trả nổi các bạn ơi, không có trả nổi. Cho nên là Vân rất là mê lại Phật là như vậy. Và Vân thấy rõ ràng là cái lại Phật sám hối. Có nhiều người nói, ờ chị ơi sám hối em cần phải tụng kinh gì. Thật ra đó, bản thân Vân cũng không có tụng kinh nhiều các bạn. Đa số là Vân chỉ có lại Phật là nhiều, lại Phật là nhiều. Và từ khi mà Vân biết được Phật Pháp đó, là Vân rất là mê lại Phật. Và thậm chí mà rất là may mắn là được đi theo chắc hình như là 3-4 lần theo 1-2-3-4-5 lần theo Phật Ngọc
đủ duyên theo đoàn Phật Ngọc đó, thì mà mình lại Phật, mình lại cho đến nỗi mà cái đầu gối mình nó ê mà nó chảy máu luôn cũng hay luôn, nó mê như vậy đó. Và khi mình đi Ấn Độ thì mình cũng đủ duyên là lại Phật bao nhiêu ngày luôn, ở Bồ Đề Đạo Tràng là mình lại lại liên tục luôn, cho nên rất là hạnh phúc khi mà được đảnh lễ Phật. Và chính nhờ cái đó nó mới chuyển được cái nghiệp xấu của Vân, cái nghiệp bất thiện của Vân, cái nghiệp mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình đã gieo trồng, và nó chuyển. Và khi mà đến bây giờ thì Vân cảm thấy là Vân vẫn còn rất là tu, rất là dở, vẫn còn đang cố gắng, nhưng mà mình cảm thấy là rất là hài lòng với cái mà mình đang có, với những cái kết quả thành tựu nghiệp của mình đang có. Có nghĩa là mình trước đây Vân làm bất cứ cái gì Vân cũng không có xong hết mấy chị, đụng tới cái gì cũng hư cái đó, thậm chí đi mua cái gì ở ngoài chợ về, cái gì ở ngoài siêu thị về, máy móc này kia đó, hoặc là điện thoại, hoặc là cái gì mà gọi là máy đó, thì mới tin trong họp nha, mà đụng tới cái tay Vân hoặc là Vân đi mua về là bị hư, đụng tới đâu cũng bị hư, làm ăn tới đâu cũng thua lỗ tới đó, đụng tới cái gì cũng là hư cái đó. Cho nên khi mà mình tu tập á, mình thấy rõ ràng là nó chuyển, cho nên là bây giờ thì nói chung là cái gì mà mình đụng tới thì nó cũng suôn sẻ hơn trước đây rất là nhiều. Và không phải là gì cái mình đạt được bây giờ mà mình ngưng tu mấy chị, tại vì tu không phải là để mình chuyển nghiệp xong là thôi mấy chị. Tu bản thân của Vân á, là Vân Vân cảm thấy là Vân rất là an lạc, rồi rất là hạnh phúc, là mỗi ngày được gần Phật, mỗi ngày được nghe pháp, mỗi ngày được lại Phật, đảnh lễ Phật. Và mình không phải mình tu cho mình tu cho gia đình của mình, cha mẹ của mình, cửu quyền thất tổ của mình, và còn tu cho chúng sanh đủ, mình có công đức mình mới hồi hướng tất cho tất cả những chúng sanh nữa. Mình đâu có muốn là mình an lạc một mình đâu, đúng không? Mình muốn là tất cả mọi người xung quanh mình, những người hữu duyên với mình đều được an lạc, cho nên là mình tu để mình cần và có công đức mình hồi hướng cho họ. Có nhiều người nói với Vân chứ, chị ơi em biết đạo Phật hay lắm, dạ em bắt đầu vào đường tu, nhưng mà bây giờ em nói em khuyên em dùng đủ cách hết, để cha mẹ em được tu, để chồng con em được tu, để cho họ quay về tu tập với em, cùng em, nhưng mà không có ai nghe em hết. Em khuyên đâu thì người ta la tới đó, ăn chay thì người ta nói là mất sức, và thậm chí cái em làm cái gì họ cũng cản hết. Có nghĩa là sao? Tại vì mình chưa có công đức gì hết là mình làm sao mình cho người ta được, đúng không? Thứ nhất mình chưa có công đức, thứ nhì là mình chưa có tu tới đâu, thứ ba là mình coi chừng mình mới có, mình tu là cái gì? Tu là sửa, đúng không? Mình sửa những cái xấu của mình sửa những cái tham sân si hỉ nộ ái ố của mình, và mình hoàn thiện mình hơn hôm qua, mình là người tốt hơn hôm qua, đó cũng gọi là tu, chứ không cần phải là ngồi tụng kinh gõ mõ gọi là tu. Nếu mà các bạn đi sâu hơn nữa thì các bạn chuyển được cái nghiệp của mình. Cho nên mình tu mà mình vẫn còn sân si, chồng nói một tiếng là mình dứt lại một tiếng, ai đó mà nói mình cái gì mà động tới tiếng tên của mình là chết, mình là chết với mình đó, thì cái đó không, cái đó làm sao mà đem lại lợi lạc cho chúng sanh được. Cho nên mình tu là mình nhìn lại lỗi của mình đã làm cái gì mà người ta đối xử với mình như vậy, tại sao không phải là người khác mà là mình, tại sao bệnh ung thư không đến với người khác mà lại đến với mình, tại sao mọi người khác nói ra một câu đó, một ý nghĩ đó y chang như mình mà ai cũng tán thành, ai cũng đồng ý, còn trong khi mình nói ra một cái câu y chang như họ và cái ý nghĩa của mình thậm chí còn tốt hơn họ nữa, lại mọi người bác bỏ, không ai nghe hết, là tại sao? Cái phước của mình, cái đức của mình không có, cái phước cái đức mình không có, đừng có hòng làm cái khác. Cho nên trong kinh doanh cũng vậy, trong kinh doanh của Vân, Vân cũng hướng dẫn những anh chị mà đồng hành kinh doanh với Vân, làm gì làm mình cần phải đem cái chữ tín, cái chữ đức, có đức mà sức mà ăn, có phước thì ăn hoài không hết. Cho nên là mình cần phải tu
mình cần phải tu để thứ nhất mình chuyển được cái nghiệp của mình, thứ nhì đó là mình cần bố thí làm phước cúng dường cho ra thì mình mới nhận được cái quả báo giàu có được. Cho nên cái đó là cái nguồn gốc của đau khổ, và cái đó là cái nguồn gốc của an vui, và cái đó là cái nguồn gốc để cho con người mình có thể đạt được cái cảnh giới an lạc và tự tại, và muốn gì được đó, muốn giàu được giàu, muốn tiền được tiền, muốn phước được phước, muốn gì được đó là bắt đầu từ nguồn gốc tu tập của mình mấy anh chị. Trở lại sám hối, tại sao chúng ta cần sám hối? Và nếu như mình không sám hối thì mình sẽ như thế nào? Đối với Vân thì vì cái nghiệp của mình nặng quá cho nên là mình cần phải sám hối mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Các bạn chỉ cần, người ta nói là sao, niệm Phật một niệm tội diệt hà sa, lễ Phật một lại, đại khái là phước gì đó nhiều lắm đúng không? Vân không nhớ, nhưng mà đại khái là lễ Phật với niệm Phật là công đức vô lượng. Thì bây giờ khi mà mình một lại xuống á, vừa niệm vừa lại, có phải là hai công đức một lúc không? Có hai cái một lúc luôn đúng không? Cho nên là lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, thì tội bao nhiêu tội cũng được diệt hết, thì tại sao mình không làm đúng không? Mình biết lễ Phật sám hối là cái mà mình có thể chuyển được cái nghiệp của mình nè. Tội mình bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nó được buông xuống hết, được tha hết, thì tại sao không, tại sao không làm? Và sám hối là một cái pháp môn, đối với Vân đó, là trong tất cả các pháp môn, sám hối là một cái rất 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 là quan trọng trong tất cả pháp môn. Tại sao? Là tại vì tu tập pháp môn nào cũng cần phải sám hối hết. Và nếu như mình không sám hối, mình không có dùng cái tha lực của Phật, thì chắc chắn là cái tự lực của mình nó sẽ không có trả nổi đâu. Vân nghe một số người nói, cái này các bạn cẩn thận nha, khi mình mới bắt đầu tập tu đó thì có thể là bị khảo một chút hoặc là khảo nhiều nhiều. Cho nên là khi mà mình bị khảo đó thì mình đừng có thử thách nha, đừng có thử thách nó nha. Bản thân của Vân trước đây đó, mà Vân bị khảo á, mà nó ra một cách khủng khiếp luôn, ào ạt luôn, và Vân tức quá, bực quá, Vân nói là có giỏi thì ra hết đi, tôi trả một đời này cho xong để tôi về cực lạc, có giỏi thì ra hết đi. Thì trời ơi nó ra các bạn ơi, đừng bao giờ thử thách như vậy nha, nó ra khủng khiếp luôn, nó ra mà đến nỗi mình không thể tưởng tượng luôn. Thì có một ngày đẹp trời có gặp một vị thầy đó, thầy nói là và Vân có nói là tại sao con tu, con càng tu con càng khổ thầy. Thì thầy mới hỏi con tu như thế nào, và vô tình thì Vân kể cái câu vô tình mà Vân thách nó, có giỏi thì ra hết đi, tôi trả một đời này cho xong. Thì thầy nói là không có nên, tại vì nếu mà con thách nó thì nó sẽ ra cho con coi, và khi nó ra con đỡ không có kịp đâu. Cho nên là nhiều đời nhiều kiếp tích lũy, và đời này mình đã tạo nữa, thì nó khủng khiếp lắm. Cái nghiệp của mình nó không cách nào mà mình có thể trả được hết á các bạn, không cách nào. Cho nên mặc dù mình tu tập rất là tinh tấn, mặc dù mình niệm Phật, mặc dù mình làm rất là nhiều công đức, mình hồi hướng, vì cái nghiệp mình quá là sâu dày, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, và kể cả đời này luôn, đừng có nói là đời trước đi, bây giờ Vân cho một cái thí dụ đời này đi ha. Đời này nè, Vân sống 30 năm Vân mới biết Phật Pháp, bây giờ 30 năm đó Vân tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi, biết bao nhiêu nghiệp, đừng nói chi cái nghiệp gì khác, ăn mạng chúng sanh nè, mỗi ngày ăn biết bao nhiêu con cá, con miếng thịt heo, thịt bò, thịt gà, biết bao nhiêu chúng sanh ở trong cái mạng này rồi, biết bao nhiêu rồi, thì sao? Thì chúng sanh đó gieo nhân thì gặp quả thôi, ăn chúng sanh thì chúng sanh sẽ ăn lại mình, ăn con gì thì mình sẽ làm con đó để người ta chém giết mổ xẻ để người ta ăn lại thôi. Đó là chuyện bình thường, đó là cái nhân cái quả, là người con Phật mình phải hiểu rất rõ cái đó. Và thậm chí là đi câu giật mồm giật mỏ của người ta, sát sanh đi câu bao nhiêu năm trời mà ăn không hết là lại năn nỉ cho người khác nữa, người khác ăn giùm nữa bỏ xuống biển thì đâu có nở đâu, công sức mình câu mà, cho nên về cho năn nỉ hết ngày này tới ngày kia, ăn giùm nhiều lắm, cá rất là nhiều. Thì biết bao nhiêu nghiệp sát của mình trong đời này, đừng nói đời trước, đời này thôi là mình đã trả không nổi rồi, không có nổi rồi, thì làm sao mà trả được đời trước nữa,
đúng không? Cho nên đừng có thách các bạn nha, đừng có thách nó tới nha, nó tới một cái là mình đỡ không kịp luôn. Và lý do tại sao mà mình cần phải sám hối tha thiết sám hối, và lý do tại sao mình cần phải tu pháp môn tịnh độ và cần phải đới nghiệp vãng sanh, vì bản thân của mình không có tự lực được, không có tự lực được mấy anh chị, mình phải dùng tha lực. Phật ơi cứu con với, con khổ lắm khổ lắm, con đã vô tình hay cố ý, vì vô minh mà đã tạo ra rất là nhiều nghiệp, vô tình hay cố ý con làm tổn thương rất là nhiều chúng sanh. Hôm nay may mắn con biết được Phật pháp, tự thấy mình nghiệp chướng quá đổi sâu dày, nên con thành tâm sám hối, nguyện ơn trên chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho con, cho con được sám hối tất cả những tội lỗi đời này và đời nhiều kiếp của con. Nguyện cho tất cả các quán gia trái chủ của con cùng con kết pháp duyên làm bạn lữ, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau hành trì, cùng chí thành cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để một đời này chúng ta có thể thành Phật, có thể vãng sanh về cảnh giới của Phật, và không có còn trở lại luân hồi sanh tử nữa, dừng nghiệp tại đây. Và chỉ có pháp môn tịnh độ, chỉ có Đức Phật A Di Đà mới có những cái lời nguyện là rước mình đi với mang nghiệp mà đi. Mấy anh chị, đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là mang nghiệp mà đi, khi mang nghiệp mà đi chứ không phải là dừng nghiệp, dứt nghiệp mà đi. Còn tất cả các pháp môn khác các bạn phải dứt nghiệp mà đi, thì mình có nghĩ là mình dứt nghiệp nổi không? Dứt nghiệp nổi không? Hay là mình ngày nào mình sám hối vừa xong, buông cái thời sám hối rồi lại vô tình tạo nghiệp nữa? Mình chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Thánh Thần mà. Mình là con người thì mình vẫn còn tiếp tục tạo nghiệp. Mặc dù mình có ý thức một chút xíu rồi, nhưng những cái nghiệp vô tình mình không thể nào đỡ được. Những nghiệp vô tình nó phải trả cái quả vô tình luôn mấy anh chị. Cho nên khi mình hiểu được điều đó và mình gặp được pháp môn tịnh độ và mình tin sâu nhân quả, tin sâu pháp môn tịnh độ, tính hạnh nguyện mình hiểu rõ được rồi thì mình còn chờ cái gì nữa? Mình chờ gì nữa? Cho nên khi mà Vân biết được pháp môn tịnh độ và Vân biết được cái pháp môn sám hối để mình có thể nhẹ cái nghiệp của mình, để mình có thể đới nghiệp vãng sanh á, thì bản thân của Vân cảm thấy rất 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 là hạnh phúc, vì mình tìm được cái phải nói là cái việc quan trọng nhất của cái đời này, và mình đã tìm được. Nó còn hơn là phải nói là kho báu không biết làm sao, nhưng mà mình cảm thấy là đây là cái mà nó có thể cứu được cái huệ mạng của mình. Và không những là mình biết là cha mẹ ông bà của quyền thất tổ của mình nhiều đời nhiều kiếp họ đâu có biết tu đâu. Họ chỉ có tu ông đạo ông bà gì thôi, cứ như là chết thì theo ông theo bà, đâu biết Phật là gì, chỉ có là xá xá vô chùa xá xá Phật vậy thôi, chứ đâu có biết là tu tập gì đâu. Cho nên là nếu như mà họ không biết gì thì họ sẽ bị cái gì, họ sẽ đỏ đi đâu. Cho nên khi mà mình biết được á, là pháp môn tịnh độ là cái pháp môn mà có thể đới nghiệp vãng sanh, mang nghiệp ra đi mấy anh chị, mang nghiệp đi thì và còn có thể cứu được rất là nhiều chúng sanh khác của quyền thất tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì tại sao mình không làm? Tại sao mình lại phí một cái cuộc đời này? Và nhớ là khi mà các bạn sám hối đó, là các bạn đừng có nghĩ là sám hối xong rồi tạo nghiệp tiếp, rồi tôi sám hối tiếp, rồi tôi tạo nghiệp tiếp, rồi tôi sám hối tiếp, tôi tạo nghiệp tiếp, không có kết quả. Mình sám hối là mình phải thành tâm năm dốc sát đất, thành tâm, con thành tâm sám hối là mình sám hối với cái tâm thành, và mình cần phải dừng cái nghiệp tại đây. Đừng có sám hối xong rồi vừa buông thời sám hối, đi ra ngoài chợ buôn bán ở ngoài chợ, bắt đầu người ta chọc mình giận, người ta chọc mình hờn, bắt đầu Phật ơi cho con 5 phút con chửi thằng cha này cho nó đã. Có ai vậy không? Phật ơi con tức quá rồi, con nhịn hết được thằng cha này rồi, nó tối ngày nó cứ là kiếm chuyện với con hoài, cho con nghỉ tu 5 phút để con chửi thằng cha này đó. Cho nên là khi đó thì cái sám hối của mình nó không có kết quả mấy anh chị, nên tu là phải sửa ha, phải sửa để đi chung với sám hối của mình. Và nếu ai chọc giận mình, giận chứ, nhưng mà lập tức biết liền, biết nó giận, biết nó đến và buông nó xuống.
buồn nó xuống. Bản thân Vân cũng giận chứ sao không giận, nhưng mà mình giận á, ở đó thay vì mình giận chết để dạ sống mang theo, thì bây giờ mình giận ít ít xuống một xíu, giận ít ít xuống một xíu, và bây giờ mình giận còn một chút thôi, mình biết mình giận là mình ngưng lại liền, và mình cứ ngồi đó mình niệm Phật, thì trong vòng tích tắc vài phút sau thì mình hết giận liền. Còn trước đây thì mình giận thì sao, mình ăn không được ngủ không được nha, tôi ngồi đó mà tôi nghĩ tôi trả thù như thế nào cho hả giận. Và nếu như mà bữa nay mà tôi trả thù không được á, là tối tôi phải nằm đêm gác đôi tay lên trán suy nghĩ khỏi ngủ luôn, và tìm cách để trả thù cho bằng được con cha này làm hại tôi, làm tổn thương tôi, ghét quá tôi phải trả thù cho hơn. Thì đó không phải là cái pháp môn mà Phật dạy cho mình các bạn. Cho nên mình tu thì mình đã tu rồi, thì tại sao không gắng một chút nữa để mình hiểu thêm là đạo Phật như thế nào, mình hành trì cho nó đúng và lợi lạc cho mình và lợi lạc cho chúng sanh. Và bên cạnh đó mình phải hiếu dưỡng phụ mẫu nè, phụng sự sư trưởng nè, từ tâm bất thối, tu thập thiện nghiệp, có nghĩa là mình tu tất cả các việc lành, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với sư trưởng. Và mình nói chung là mình sửa và mình làm tất cả các việc lành, thì đó mới có lợi lạc, thì đó mới gọi là hoàn hảo sám hối mấy chị. Và cố gắng nha, anh chị em mình cố gắng nha, dìu dắt nhau đi, vì kiếp này mình thấy dài như vậy chứ không có dài đâu, vô thường nó đến không biết lúc nào để mà đỡ mấy chị, không biết đâu. Vân mới mấy ngày trước Vân có nghe một cái tin là ai nè mới khỏe mạnh tức thì đây, vừa xong quay qua một cái là bác sĩ kêu án ung thư thời kỳ cuối, cho nên không có còn kịp nữa. Và khi mà biết người mà không biết tu đó mà nghe được, nghe mà mình bị ung thư đó, ung thư mà nó chưa phát tán á, là bản thân của mình sợ mà chết mất rồi, sợ cái chữ sợ đó, bị khủng hoảng hết hồn hết vía, nó cũng giết chết mình trước khi mà ung thư nó phát tán, nó giết mình. Cho nên chẳng bây giờ mình đang còn khỏe mạnh, biết được Phật pháp rồi, thì mình nhịn chút thời gian đi, nhịn nhiều xíu nữa thời gian đi, cơm áo gạo tiền chắc chắn mình phải làm rồi, nhưng đừng có dành quá nhiều thời gian trong cơm áo gạo tiền mà mình quên đi mình là ai, và mình quên đây quên đi mình đến đây để làm cái gì, và mình chết khi chết mình đi về đâu. Và mình biết được cái giá trị sống của mình là cái gì. Cho nên là Vân khuyên các bạn đó, biết thương mình hơn chút nữa đi. Mình biết là mình tới đây để mình trả nghiệp, đúng không? Mình trả nghiệp có nghĩa là mình cũng cần phải lo cho gia đình của mình. Không biết là có thể là mình thiếu nợ họ hay là họ thiếu nợ mình không biết, nhưng mà mình còn phải nuôi con mình nè, đúng không? Nuôi con cho nó lên người nè, chồng cha mẹ mình còn phải lo cho chu toàn, đúng không? Cho nên cái đó mình cần phải làm rồi, mình bắt buộc mình cần phải làm. Nhưng mà mình đến đây để mình trả, mình cần phải làm cái đó, mình trả nợ cho xong. Rồi bên cạnh đó mình đến đây để mình cần phải có thời gian tu tập để thương yêu mình hơn chút nữa. Mình đừng có sống hết kiếp này đến kiếp khác đến kiếp nọ, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử để trả nghiệp, thì nó rất là tội nghiệp cho bản thân của mình, rất là thương mình. Cho nên các bạn mình thương mình hơn chút nữa đi, bằng cách là mình dành nhiều thời gian hơn chút nữa để mình tu tập đi. Mình đừng có sống quá nhiều, quá là dành thời gian cho những cái giả tạo trên cuộc đời này. Khi mình dành cái thời gian quá nhiều trong những cái không có thật á, thì khi mình ra đi mình không có đem được một cái hành trang gì ra đi hết, thì mình bắt buộc mình phải trở lại luân hồi sanh tử nữa rồi. Có đáng hay không? Thì thay vì mình làm kiếp người nè, mình may mắn hơn địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, mình may mắn hơn rất là nhiều, thậm chí mình may mắn hơn kiếp trời nữa kìa. Cảnh giới trời nữa kìa. Tại vì cảnh giới trời rất là sung sướng, họ không có tu. Khi mà họ họ sung sướng quá thì họ không có nghĩ đến đường tu tập. Còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh, họ
họ không có thể nào mà thoát ra cái cảnh khổ của họ, không có trí tuệ để mà tu. Atula thì là cái cảnh giới sân si cũng không có tu được, chỉ có cảnh người thôi, chỉ có cái cảnh giới con người của mình mới có cái ý thức để mà tu, ý thức khổ. Tôi khổ quá rồi Phật ơi, con khổ quá rồi Phật cứu con với, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Thì mình khổ mình mới 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 chụp cái khổ để mình tu các bạn. Mình phải quán cái khổ đó, quán cái khổ đó. Nếu tôi không tu, đời này tôi rất là may mắn được làm người trọn vẹn, ngũ căn ngũ lục đầy đủ hết, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ hết, thì nếu như mà tôi không tu thì có chắc là kiếp sau tôi làm người nữa hay không, hay là làm một cái con gì đó mình không biết, thì làm cái con gì đó thì làm sao để mình tu được, đúng không? Cho nên là kiếp này mình rất 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 là may mắn rồi. Thì Vân khuyên mấy anh chị tận dụng cái may mắn của mình, mặc dù mình sống trong cái cảnh khổ, cái cảnh địa ngục trần gian đó, nhưng mà nó chỉ là giả tạm thôi, nó không có phải là làm khổ mình hoài được đâu, nó chỉ là giả tạm thôi. Và mình nên một ngày 24 tiếng mình nên chích chút xíu thời gian để mình lo chuẩn bị cho cái hành trang của mình trong cái đời sau mấy anh chị. Đời sau mình muốn mình khổ hay là mình sướng, hay là mình muốn mình về cõi cực lạc hay không, đó là nó nằm hết trong cái lòng bàn tay của mình, trong cái đời này của mình, trong cái cách ứng xử hành trì của mình trong cái đời này. Thì nếu như mình có ý thức, nếu như mình biết khổ, nếu như mình sợ khổ, và nếu như mình nghĩ sâu hơn chút nữa, mình có tầm nhìn xa hơn chút nữa, thì mình cần phải làm cái gì để mình tìm được cái an lạc trong đời này, để mình vượt qua cái khổ não, để mình thoát được cái luân hồi sanh tử, để mình có thể cứu được rất là nhiều chúng sanh. Những chúng sanh đang còn trầm luân trong biển khổ mấy chị, mình không cứu mình được thì đừng có hòng cứu được những người thân của mình, đừng có hòng cứu được cửu huyền thất tổ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình mấy anh chị nhé. Đó là cái mà Vân muốn chia sẻ với mấy anh chị trong ngày hôm nay. Và nhớ sám hối các bạn nhé. Có ai có câu hỏi gì cho Vân không các bạn? Có ai có câu hỏi thì nhắn giùm Vân nhé. Có ai có câu hỏi thì các bạn nhắn xuống ha. Và nếu không có ai có câu hỏi thì lời cuối cùng Vân khuyên các bạn là lại Phật mỗi ngày, cố gắng. Có thể là không có thời gian để tụng kinh, và cũng không có cần phải tụng nhiều kinh, vì mình không có thời gian, mình không có cần phải tụng kinh nhiều đâu các bạn. Chỉ cần một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, và lại Phật niệm Phật, lại Phật niệm Phật. Đặc biệt cho những người lớn tuổi, cố gắng làm sao để hấp thụ tiếng A Di Đà Phật, câu Phật hiệu bốn chữ A Di Đà Phật thẩm thấu vô từng tế bào của mình, thẩm thấu vô trong người của mình. Và đó, nhiêu đó cũng là đủ rồi. Vì thứ nhất là mình không còn mắt mờ, tai nó đã cũng cũng bắt đầu điếc rồi, bắt đầu suy sụp rồi, sức khỏe không còn nữa, thì làm sao đi đứng nằm ngồi nhất cử nhất động gì cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và nếu mà còn lại được thì nên lại sám hối nghiệp chướng của mình, và cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cả ngày như vậy dùm cho Vân đi giúp Vân cái đó đi. Và nếu như mình làm được cái đó thì nó sẽ cứu được cái huệ mạng của mình. Và nhớ là các bạn muốn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc phải có tín hạnh nguyện đầy đủ nha. Tín là phải tin tuyệt đối, có cảnh giới Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà sẽ tới rước mình có thể đới nghiệp vãng sanh khi dứt bỏ xác thân này. Hạnh có nghĩa là hành trì mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày và mỗi ngày. Tín hạnh nguyện, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Có nghĩa là nguyện được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, và tín hạnh nguyện phải phải có thì mình mới về được cảnh giới đó. Nhớ là phải sám hối mỗi ngày, sám hối sám hối sám hối, rất là mầu nhiệm các bạn, rất rất là mầu nhiệm luôn. Nhớ là cái khổ của mình hiện tại chỉ là khổ tạm thời thôi. Và nếu như cái sự cố gắng kiên trì nỗ lực của mình đó, mỗi ngày một ngày hai thời, bên cạnh đó đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm Phật hết, thì Vân tin chắc luôn trong thời gian ngắn thôi các bạn sẽ giải được cái nghiệp của mình, và các bạn sẽ tìm được cái an lạc trong cái đời này. Và nếu mình an lạc trong đời này thì mình mới
tiến tấn trên cái đường tu tập của mình được mấy anh chị. Còn nếu mình không an lạc, mình ngồi đó mà mình niệm Phật mà mình cứ nhớ người này nhớ người kia, nhớ phiền não không, thì làm sao mình đi và đi về đâu đây? Có phải là địa ngục ngạ quỷ súc sanh mở cửa chờ mình không? Cho nên không có đáng. Cố gắng các bạn nhé. Ok, để Vân coi coi có ai có câu hỏi. Chị ơi, em tu tập mỗi ngày ở nhà không chuông mõ được không? Được em. Không nhất thiết phải chuông mõ, tại vì Vân chuông mõ là tại vì Vân tu với chúng. Chứ mà tu mình Vân cũng không có chuông mõ nữa. Tu với chúng có nghĩa là Vân ở trong chùa, Vân dẫn chúng. Vân dẫn chúng thì Vân có chuông có mõ để tiếng kinh nó đều với nhau, không có người lên người xuống. Còn Vân phát sóng trực tiếp là tại vì Vân cũng tu với chúng, là có một số anh chị cũng đang cộng tu với mình, cho nên mình cũng chuông mõ để cho họ tu. Còn tu một mình thì không cần chuông mõ đâu. Ok. Chị Vân, hàng ngày em công phu nhưng trong phòng không được thanh tịnh, ồn ào có tiếng nói chuyện của mọi người. Có một số bạn á, là ở chung hoặc là ở kiến trúc xá, ở share phòng với người khác thì mình không có tiện đó, thì các bạn nên tu thầm cũng được nha. Tu thầm và mình cố gắng mình tịnh cái tâm mình lại, mặc dù ở xung quanh nó rất là ồn ào nhưng mà cố gắng tịnh tâm lại. Và mình đi đứng nằm ngồi thì mình đừng có để ý những cái chuyện xung quanh, cố gắng tập trung vào câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và tu mọi lúc mọi nơi, chứ không cần phải có bàn thờ, ngồi trước bàn thờ mới tu được nha. Nếu mà có bàn thờ thì càng tốt, còn nếu không có bàn thờ thì các bạn cố gắng đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm Phật được hết, cũng tu tập được hết nha. Phước và đức có không hiểu, có nói kỳ không để dấu, khó đọc quá à. Phước và đức, chị nói thêm chút nữa không chị? Phước và đức nói thêm chút nữa được không ạ? Giờ cũng hết giờ rồi, vẫn có một cái cuộc họp 9 giờ đó, cho nên là mình cần phải ngưng, và Vân sẽ hẹn một cái video khác, Vân sẽ nói sâu về phước và đức như thế nào. Và con người của mình đó là rất là cần cái phước cái đức thì mới thọ được, mới đạt được cái cảnh giới tất cả những gì xung quanh mình muốn. Còn nếu mà bất cứ cái gì, người ta nói là cái đức nó thắng cái tài, đúng không? Các bạn có giỏi thiệt là giỏi, thông minh thiệt là thông minh luôn, mà không có cái đức á, thì cũng không bao giờ làm được cái gì hết. Vân bảo đảm cái đó luôn. Các bạn có từng thấy là những cái ông chủ chủ hãng xưởng rất là lớn mà người ta không có học cao đâu, người ta học rất là ít, mà người ta mướn rất là nhiều ông kỹ sư, những ông rất là thông minh có bằng cấp đại học này kia, bằng cấp tiến sĩ học làm việc cho họ không? Cho nên là cái phước nó thắng cái đức mấy anh chị, cố gắng ha. Ok. Chị Vân cho em hỏi, muốn lại mà nhà không có tượng Phật thì lại bằng cách nào? Nhà không có tượng Phật thì hướng về hướng Tây đi ha, hướng về hướng Tây. Ở phương Tây thế giới an lành, chúng con xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đấng từ bi tiếp độ. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nằm ở hướng Tây, đó là trong kinh nói thì mình hiểu, mình biết như vậy thôi. Cho nên nếu mà không có tượng Phật thì hướng về hướng Tây, và cái tâm tưởng Phật A Di Đà, tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, thân lại Phật thì chắc chắn mình sẽ thành Phật các bạn. Okay. Rồi hết câu hỏi rồi ha, mình sẽ hẹn các anh chị vào cái video kỳ sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. Hẹn các bạn vào cái video kỳ sau nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.